Ủa viện đâu? Ủa viện, bắt đi cấp một cái này rồi. Có cả ông viện đi. Viện nào xuống đi. Gà gọn xuống đi. Ông viết gọn xuống đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Bonsai Phong Thủy. Thưa quý vị và các bạn, đây là cây lục vừng mà tôi vừa mới cắt cành xong. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách chuyển chậu cho cây lục vừng và hãm nước cho nó. Còn đây là cây hoa ngũ sắc các bạn nhé. Cây hoa ngũ sắc rất là đẹp này. Hoa đủ các loại màu. Các bạn nhìn thật kỹ. Còn đây là cái chậu. Chậu mới mà tôi sắp sửa chuyển cái cây lục vừng sang. Đây tôi phải kê gạch block để chống lún quý vị nhé. Để đấy được nhá. Đó thích chậu với nước. Thôi không nhấc ba anh em nhấc đâu. Nhấc đâu. Đi 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 để Để quay chưa? Trước hai anh em rồi. Tôi đã bẩy nó lên và giờ tôi sẽ cắt hết cái rễ chung quanh đi để cho nó nhẹ bớt để khiêng sang chậu mới. Tôi phải rũ bỏ những cái viên gạch, viên đá đã kê ở bên dưới để cho nó nhẹ đi. Đây, rễ thì rất là nhiều. Cái này đấy. Cây lục vừng nó ưa nước cho nên là dễ nó có thể ăn được chúng nước. Tuy nhiên thì một thời gian sau nó sẽ thối đi và ra rễ mới. Và nó kết thành bánh như thế này này. Thế thì cái mỗi nghìn được phải có 2.000 này. Cái này kênh này đi thực hiện. Bỏ đỡ cái dễ đỉa. Tháo mạ nước đi. Cắt đỡ, bỏ lá đi. Đây nào được. Nếu quảng cáo không được thì chưa được. Quảng cáo vẫn sao cáo phải trả tiền. Đấy, nó ra ở đây. Ai
Như vậy là tôi đã cắt xén xong cái bộ rễ của nó rồi quý vị nhé. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành khiêng cái cây này sang cái chậu mới. Khá là nặng đấy quý vị. Quý vị có thể thấy nó cũng đây là hàng đại, nó rất là to chứ không phải là nhỏ nhé. Có cả ông Viện đấy chứ. Ông Viện ngả xuống đi. Ngả ngọn xuống đi. Ông vít ngọn xuống. Ôi trời, gần mắt. Thế quần thôi. Quay đi gì đây? Như vậy là anh em chúng tôi đã chuyển xong cái cây nục vừng. Công việc của tôi còn lại bây giờ là cho đất và cho nước vào để hãm cho cái cây này nó ra hoa. Đây quý vị có thể thấy là cái cây này cũng trồng khá lâu rồi nên rêu rất đẹp. Cái cây này tôi phải trồng nổi nó lên khỏi mặt nước quý vị nhé. Chúng ta tuyệt đối không được cho nó chìm xuống. Cái chậu này đã được bịt kín rồi. Anh em chúng tôi sẽ xẻo bớt cái đất chung quanh đi cho nó thẩm mỹ hơn một tí. Đây quý vị, gạch bờ lốc ở dưới là tôi kê để chống lún nhé. Bởi vì chúng ta cho nước vào nó ẩm thấp, nó lâu ngày nó sẽ lún. Cho nên là tôi phải kê gạch. Đây là xẻo chung quanh ở trên này. Cho nó nhỏ lại. Đừng xẻo ở dưới ngâm nước rồi đừng xẻo. Xẻo đây này. Đây á? Thế nó chết như thế này không? Kệ. Đấy. Xẻo phẳng hết. Nhiều thế lắm. Kệ nó ra dây mới mà. Cái xe vứt cả đất xuống đấy rồi. Trôi từ dưới. Đây là những cái dễ. Đều như thế.
Cái này thửa đất. Thửa đất. Thửa đất đến đây à? Ừ. Cái gì kệ nó chứ. Không. Cho những hôm nay nó lúa hết. Không. Tụt hết đây. Tụt trông thế thôi. Thế phải cho con đất làm về à? Ừ. Cứ gọt đi, đừng gọt dính những cái rễ này được. Gọt thêm đi. Này mình nước này được mà. Để cho có tí tí chỗ dạng lưới còn thả cá. Cái lượng đất của cái cây này nó khá là nhiều các bạn nhé. Cho nên tôi phải xẻo bớt cả cái phần rễ bớt đi. Để cho nó ít đất thôi thì nó sẽ nhanh ra hoa. Đây tôi sẽ chặt bớt cả đất đi. Không ảnh hưởng gì đến cây đâu các bạn nhé. Ta để lượng đất vừa phải cho nó phù hợp với cái cây. Và nó ít đất thì nó cằn cỗi, nó sẽ nhanh ra hoa hơn. Nó xong lên nó cứ bị đổ. Lấy thẳng cái gốc này trên cái.
cái phần đất ngập nước này quý vị có thể cho bất cứ cái gì cũng được nhé, gạch đá hoặc là đất. Ở đây anh em chúng tôi cho ngói đấy để cho nó tạo cái độ chắc của cây chứ nó không ảnh hưởng gì đến cây các bạn nhé, thì dễ cũng không ăn được xuống bởi vì lâu ngày là sẽ thối đi. Nó ngập nước thì lộc vừng nó chỉ ăn xuống một thời gian xong là nó lại tự thối đi. Do vậy là chúng ta cho cái gì cũng được. Ở đây là chúng tôi cho ngói và đất. Có gì cho đấy. Quý vị có thể thấy là đây là một cây lộc vừng dáng trực nhé. Như sau này nó ra hoa nó rủ xuống thì sẽ rất là đẹp. Ở bên kia là một cây sung này. Đây cây sung mà tôi đã hãm nước. Đây đang ra quả con rồi. Ở những video tiếp theo thì tôi sẽ quay cận cảnh cái cây sung này nó ra trái như thế nào quý vị nhé. Quay trở lại với cây lộc vừng thì đây quý vị có thể thấy là tôi đã làm xong đất rồi. Vậy là ngày mai tôi đã trồng xong. Trời ấy ai à, trời cho nước vào là xong thôi. Trời. Chúng ta cứ cho nước thoải mái nhé. Quý vị có thể thấy là cái cây nó hoàn toàn nổi trên mặt nước, những cái rễ to không ảnh hưởng gì đến nước và không bị thối. Nếu như quý vị có làm theo thì chúng ta làm cái chậu to hơn nhé, để cho nó giữ được nhiều nước và nó đẹp hơn mặt thẩm mỹ. Như vậy là anh em chúng tôi đã chuyển xong một cái cây lộc vừng và cái cách hãm nước cũng đã chia sẻ với quý vị. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và đồng hành với anh em chúng tôi. Anh em chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đang theo dõi video này và yêu mến cây bonsai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.